ơi, con về rồi đây. Này con kia, tại sao mày nói dối mẹ? Mở cửa ra cho mẹ. Con này. Mẹ ơi, mẹ phải nghe con giải thích đã chứ. Công ty con là chỉ tạm dừng hoạt động thôi chứ có phải nghỉ luôn đâu. Mẹ không nói nhiều. Từ ngày mai ấy, mày ra nhà hàng làm việc cho mẹ. Mà mẹ có để cho mày thiếu thốn cái gì đâu. Mà có mỗi cốc cà phê mẹ cũng không trả tiền nổi hả? Mở cửa ra. Ôi, mấy ngày gì mà đen đây ông Nguyên ơi. Mở cửa ra. Mở ra. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ vào đây, mẹ vào đây. Mẹ vào đây. Con đã bảo là công ty con chỉ tạm dừng hoạt động thôi mà. Đây người ta nhắn tin đến này. Mai công ty đi làm bình thường. Đấy, thấy chưa? Mẹ không cần biết. Từ ngày mai ra nhà hàng mẹ làm việc. Ôi, mẹ phải tin con chứ. Đây người ta nhắn như thế này mà. Alo taxi 56 ạ. Vâng. Anh qua số 64 Hoàng Diệu giúp em nhé. Vâng. Em đang ra cửa đây rồi. Vâng ạ. Con lại đi đâu đấy? Ôi thôi mẹ ơi, khổ lắm. Con đi làm thật mà. Bây giờ con đi làm luôn đây. Con không thất nghiệp. Nói chả bao giờ chịu tin mình cả. Quỳnh, để anh đưa em đi. Anh đến đây làm gì? Em tự đi được mà. Em cứ để anh đưa em đi. Con chào mẹ ạ. Mới sáng ra mà đi đâu thế con? Vừa ăn sáng đi. Con đi mua chút đồ. Để lát con đi tập thể dục ạ. Lần này về Việt Nam, con không định đi tìm con bé Quỳnh đấy chứ? Mẹ, sao mẹ lại nhắc cái chuyện đấy? Mẹ đừng bắt con phải sống theo ý mẹ nữa được không ạ? Cả cuộc đời này, mẹ sống là vì con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Đợt này trở về, con muốn ở lại Việt Nam. Được, mẹ cũng muốn con ở cạnh mẹ. Lập gia đình, mẹ đang còn khỏe để còn trông cháu chứ. Đàn bà không có đơn này thì có đứa khác. Còn mẹ chỉ có một mà thôi. Vâng, con hiểu rồi. Con xin phép. Alo, Tuấn đây à? Theo dõi thằng Hoàng cho chị. Nhất định không được để cho con Quỳnh tiếp cận thằng Hoàng. Thôi, em không đi theo dõi nữa đâu. Đàn ông đàn an cái kiểu gì mà suốt ngày lén lén lút lút, nhục mặt lắm. Được thôi. Nhưng mà nếu như bố mẹ mà biết được cậu con trai quý tử của mình suốt ngày qua lại với một con bé là mẹ đơn thân thì chắc là vui lắm đấy. Đấy, chị đừng có mà như thế. Em giúp chị nốt lần này thôi đấy nhá. Cứ theo chị không để cậu thiệt đâu. Vậy nhá. Vâng. Thằng Tuấn này chỉ thiếu tình yêu, chứ có thiếu đếch tiền đâu mà lúc nào cũng lấy tiền ra để dụ mình.
Anh ơi, tại sao lại bám theo tôi? Cậu đây, cậu Tuấn đây. Ây dồi ôi, ôi dồi. Là mẹ cháu sai cậu theo dõi cháu đúng không? Đâu có, cậu chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Tình cờ? Tình cờ sao không ra gặp trực tiếp mà cậu lại phải bám đuôi cháu như vậy? Thôi được rồi, cậu nói thẳng luôn đây này. Cậu cũng chẳng muốn theo dõi mày đâu. Thế nhưng mà mẹ mày, mày biết rồi đấy, đe dọa đủ kiểu. Mẹ gửi cho cậu mấy ảnh này làm gì ấy? Cháu cũng nói thẳng luôn, cháu sẽ không để cậu theo dõi đâu. Nhưng mà để tránh làm khó nhau ấy, những tấm ảnh cháu vừa gửi cho cậu, cậu chỉ việc báo cáo thôi. Đúng là đi du học vậy có khác. Thông minh. Cậu cháu mới cứ chốt thế, đôi bên cũng có lợi. Cháu đi trước đây. Mình thì có lợi chỗ nào nhỉ? Gọi hơn chục cuộc rồi đấy. Một là mày tắt nguồn, không màng đến thế sự. Hai là xử lý vấn đề đi. Alo. Anh đợi sẵn ở ngoài cổng rồi. Em mà không ra ấy, là anh không đi đâu hết. Em xin anh luôn đấy. Anh có biết là anh làm em sợ phải nghỉ làm cả ngày hôm nay rồi không? Ô, công ty hoạt động trở lại rồi à? Hoạt động rồi nhưng mà chưa đến lượt tao. Sáng nay đi làm lại phải quay về đấy. Im hộ đọc anh. Anh muốn đợi thì cứ đợi. Để xem anh đợi được mãi không? Anh muốn đợi thì đợi. Để xem anh đợi được mãi không? Đợi được thì em quay lại với anh. Này nhá, đừng có vớ vẩn. Tào lao. Không bao giờ có chuyện tao quay lại với Hoàng đâu. Thôi được rồi. Nể tình cái vụ lần trước ở quán cà phê, khi mà mày cần tao nhất, tao lại không thể giúp được mày. Lần này, tao sẽ thay mày hành đạo. Thay tao hành đạo? Kia, đang ở ngoài cửa kia. Ra ngoài đấu tay đôi, nhanh, ra ngoài đấm. Tào lao, ra đây tao bảo. Thì công ty thì chưa đi làm, về nhà thì sợ đeo bám, mà ra nhà hàng của mẹ thì suốt ngày mẹ nói này nói kia, chả có nơi nào để đi cả. Sao lại không có nơi nào để đi? Chẳng phải em đang ở đây hay sao? Anh lúc nào cũng chào đón em. Ui, chị ơi, em xin lỗi chị. Thôi, không sao. Cũng em tại không chị không chứ? Để ý. Vâng, em không sao ạ. Tuyệt anh. Thôi, không sao mà. Cũng tại em không để ý ấy. Chị ơi, em lấy áo của em cho chị thay nhá. Em ăn mặc đơn giản như thế này, trông cũng xinh đấy chứ. Ôi, này anh đích thân vào pha chế cho khách cơ à? Cô nhân viên lần trước đắc tội với em, vì xấu hổ nên đã xin nghỉ rồi. Hiện tại quán của anh đang thiếu người. Nếu em không bận, có thể giúp anh hôm nay được không? Xin nghỉ rồi ấy ạ?
Thật ra chuyện hôm đấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi, không đến mức phải xin nghỉ như thế. Với lại em cũng có biết gì về pha chế đâu ạ. Anh sẽ đích thân dạy em, được chứ? À không, ý của em là... Nào, bắt đầu thôi. Đây, em đeo vào đi. Anh dạy em pha cà phê nhé. Đâu mất rồi nhỉ? Giật cả mình. Không phải Quỳnh. Này, sao anh vô duyên thế? Ai cho anh đụng vào em? Trang, bạn thân của Quỳnh đúng không? Ừ, thì sao? Là em và Quỳnh cùng bày trò đánh lạc hướng anh có đúng không? Ai bày trò? Em làm như thế thì được cái gì? Thôi anh tránh ra để em đi đi. Quỳnh đang ở đâu? Nếu như em không nói, anh sẽ không để em đi đâu. Em không nói đây thì sao? Anh có tin là em báo công an không? Tin chứ. Vậy thì em cứ báo đi, rồi cả hai cùng lên phường. Anh không tin ấy, là lúc ấy Quỳnh vẫn không chịu xuất hiện. Anh lì thật đấy. Ô, anh Hiếu ơi, em đo như này đúng chưa ạ? 20ml. Để anh chỉ cho em. Em chắc vào đây 50ml cà phê. Anh xin lỗi, anh vô ý quá. À không, em không thấy phiền đâu ạ. Thật ra thì anh... Chờ em một chút. Tao đây. Tao xin lỗi mày nhá. Thằng cha kia lì quá. Tao lỡ khai ra việc mày ở quán cà phê rồi. Xin lỗi mày. Mày chạy ngay ra khỏi đấy đi. Sao mày lại làm như thế? Hả? Em nói gì cơ? Không, em không nói anh ạ. Anh Hiếu ơi, bây giờ em có việc em phải đi luôn ạ. Có gì em nói chuyện với anh sau nhé, em đi trước nhé. Chào anh, cho tôi gửi menu. Gặp tình huống éo le thế này, Quỳnh ơi. Giật mình. Em sao thế? Gặp người quen à? Không. Em xin lỗi. Em bận thì đi trước đi. Chết rồi, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Anh Hiếu. Cái nào? Anh ơi, anh có thể làm cách nào đấy để cho cái người kia kìa đừng nhìn về phía em được không? Em quên anh ta đúng không? Em và anh ta có mối quan hệ gì? Không, có quan hệ gì đâu ạ. Xin phép anh, cho tôi gửi đồ. Tôi cảm ơn. Anh gì ơi? Có chuyện gì với anh? Cho tôi hỏi, cô gái này có thường xuyên tới quán cà phê mình không? Anh hỏi cô gái này là có ý gì? À, cô ấy là người yêu của tôi. Nhà cô ấy ở gần đây. Nên tôi muốn hỏi anh xem rằng cô ấy có thường hay tới đây không ấy mà. Gì cơ? Người yêu á? Anh quen cô ấy sao?
Quỳnh. Người yêu sao? Bức ảnh này quen quen. Không đúng. Chỗ này đâu phải ở Việt Nam. Thằng Tuấn này dám lừa cả chị à? Cậu đang ở đâu? Về đây ngay cho chị. Chị. Cậu nghĩ chị dễ bị lừa lắm đúng không? Cô mỗi một cái việc đi theo dõi thôi mà cũng dở chiêu trò như thế này thì cậu còn làm được cái việc gì ra hồn nữa. Chị thích theo dõi ai thì chị tự đi mà theo dõi. Chị đừng nghĩ em rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi bảo em làm cái gì là em phải làm cái đấy. Mà chị cũng đừng lấy bố ra để dọa em nữa. Tùy, thằng này cắp sợ đâu. Đứng lại. Bây giờ chị cho em hai lựa chọn. Một là đưa chị đến chỗ thằng Hoàng. Hai là chị sẽ ngay lập tức gọi cho bố bắt em sang Mỹ luôn. Quỳnh! Quỳnh! Buông em ra! Buông ra! Em nghe anh nói đã. Anh biết là anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh xin em, xin em hãy cho anh một cơ hội. Một lần này thôi. Được không? Em đã quên anh rồi mà. Tại sao anh xuất hiện ở đây làm gì? Em xin anh đây buông tha cho em đi. Em xin anh đấy. Tôi đã bảo cô không được làm phiền con trai tôi nữa cơ mà. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Là con tự tìm tới Quỳnh, không liên quan gì tới cô ấy cả. Cậu đã cố gắng giúp mày rồi, thế nhưng mà không được. Mẹ không cho phép con làm trái ý mẹ, con hiểu không? Được rồi, mẹ cứ về nhà trước đi đã. Cô Quỳnh này, cả cuộc đời tôi không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu. 5 năm trước tôi bắt nó rời xa cô được, thì bây giờ cũng sẽ như vậy thôi. Xong rồi, mình đi đi. Sao tự tự đừng có kéo người ta. Mẹ ạ. Chào nhà cô ạ. Đây là Quỳnh, người yêu của con. Hồi nãy con sơ ý quá, làm đổ nước lên áo. Về nhà thay, bây giờ bọn con đi chơi tiếp ạ. Con xin phép mẹ. Đứng lại đã. Cô có phải là cô gái chơi với con trai tôi từ năm 17 tuổi? Mẹ tên Bích, bán hàng ăn, đúng không? Vâng ạ. Mẹ, sao mẹ biết rõ thế? Mẹ với Quỳnh vừa gặp nhau thôi mà. Không có việc gì của con là nằm ngoài quyền kiểm soát của mẹ cả. Mẹ chỉ không ngờ là con lại dẫn cô gái này về đây trong lúc mẹ không có nhà thôi. Mẹ ơi, mẹ hiểu nhầm rồi ạ. Chỉ đơn giản là cô ấy ngồi ở đây đợi con thay đồ xong rồi bọn con đi thôi ạ. Tôi nói luôn, muốn yêu đương gì thì yêu đương, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô làm con dâu tôi đâu. Ok. Mẹ, nó không xứng với con. Một đứa con gái không có bố. Mẹ cô là tầng lớp lao động, còn gia đình tôi là gia đình tri thức. Không có một đứa con gái ngoan ngoãn nào lại về nhà bạn trai khi người lớn không có ở nhà hết. Thưa cô, bố cháu mất sớm, một mình mẹ cháu vất vả nuôi dưỡng cháu. Cháu rất tự hào về gia đình của mình,
còn về việc cháu vào đây là bởi vì anh Hoàng mời cháu vào. Chứ cháu không làm điều gì sai trái cả. Cô không có quyền xúc phạm cháu và gia đình của cháu. Con thấy chưa? Mẹ mới nói có như vậy mà nó cãi chém chẻm rồi. Đúng là cái thứ vô giáo dục mà. Nó không xứng với con. Anh Hoàng, anh nói gì đi chứ? Chia tay đi Quỳnh. Đừng gặp lại nhau nữa. Quỳnh. Hoàng. Đàn bà trên đời không có đứa này thì có đứa khác. Còn mẹ thì chỉ có một mà thôi. Con nên nhớ lấy. Thưa cô, thứ nhất là con trai cô tự tìm đến cô ấy. Thứ hai, việc lựa chọn con dâu là chuyện của cô, không liên quan đến Quỳnh. Và cô cũng nên nhìn nhận lại bản thân và gia đình của mình. Chưa chắc người ngoài đã đánh giá gia đình cô là gia đình tử tế đâu. Còn để nói đến việc ai xứng hay không xứng, thì cháu nghĩ cô nên nhìn vào thực tế là ai đang theo đuổi ai. Cậu là ai mà dám xen vào chuyện gia đình tôi? Cô sai rồi. Cháu không xen vào chuyện của cô. Cháu chỉ đang bảo vệ Quỳnh, bạn gái của cháu. Mối quan hệ của bọn cháu được hai bên gia đình đồng thuận, bạn bè ủng hộ. Như vậy đã đủ lý chưa? Cái gì cơ? Bạn gái? Sao anh có thể là bạn trai của cô ấy được chứ? Còn cậu, người yêu sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Hoàng ơi, mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi. Chị mẹ, đưa mẹ mày về đi. Nhanh. Ôi con ơi. Em không sao chứ? Em không sao. Cảm ơn anh vì đã giả vờ làm bạn trai của em để bảo vệ cho em ạ. Giả vờ gì chứ? Đấy là sự thật. Dạ. Em là con gái, anh là con trai. Em không phải là bạn gái thì là gì? Từ sau có chuyện gì cần giúp thì cứ nói thẳng với anh, không cần phải giấu giếm như thế đâu. À, chuyện anh hỏi em anh ta là ai đúng không? Em sợ gây phiền toái cho anh nên là em... Không, em không nói mới gây phiền cho anh đấy. Anh cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy em bị người khác làm tổn thương. Vâng, em hiểu rồi ạ. Thì bây giờ em có muốn học pha chế tiếp không?